Tiếp theo chương trình là phần tin giải trí Tuần này chúng tôi xin hầu chuyện với quý vị qua những mục sau đây Những tác hại khi làm việc tại giường sau một năm Covid-19 Raya, bom tấn hoạt hình Mỹ có 4 người gốc Việt tham gia Thợ săn ở Wisconsin giết 216 con sói trong vòng chưa đầy 60 giờ gây chấn động phát hiện DNA lâu đời nhất từng được phục hồi từ răng của loài voi mammoth Siberia. Hoa hậu Khánh Vân chuẩn bị tham gia Miss Universe tại Mỹ. Phim cuối tuần, Nomadland, một bộ phim về người Mỹ du mục. Đối với nhiều người, work from home nghĩa là làm việc tại nhà, dường như cũng đồng nghĩa với work from bed, làm việc ở trên giường. Một khảo sát vào tháng 11 năm 2020 cho thấy 72% trong số 1.000 người Mỹ cho biết họ đã làm việc và học tập từ xa trên chiếc giường của mình trong thời gian diễn ra đại dịch. Con số này đã tăng 50% kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng. Điều này đặc biệt đúng với những người trẻ tuổi. Ở Anh, người từ 18 đến 34 tuổi ít có bàn và ghế thích hợp và có nhiều khả năng làm việc học tập ở trên giường cao gấp đôi so với người lớn tuổi nhưng thực tế là việc biến giường ngủ thành văn phòng nơi học tập của bạn có thể gây ra một loạt các vấn đề về sức khỏe và cả tâm lý thể chất và ngay cả khi bạn không nhận thấy chúng ngay bây giờ các tác dụng phụ có thể là vĩnh viễn có thể xuất hiện sau này trong cuộc sống sau đây là hai tác động tiêu cực chính một cơn ác mộng về công thái học Đối với một số người làm việc từ xa, việc có một không gian cho văn phòng đầy đủ là dường như không thể, có nghĩa là làm việc trên giường là lựa chọn duy nhất của họ. Hiểu đơn giản công thái học là mối quan hệ giữa con người và môi trường làm việc. Và dù làm việc trên giường có tránh được hay không, môi trường làm việc như thế này sẽ ảnh hưởng đến cơ thể bạn. Tất cả cổ, lưng, hông và hơn thế nữa đều bị căng thẳng khi bạn ở trên một bề mặt mềm, khiến bạn trùng xuống hoặc nằm dài. Susan Holbeck, giám đốc kỹ thuật hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Mayo Clinic ở Mỹ chỉ ra rằng, những người trẻ tuổi đặc biệt có nguy cơ giữ những thói quen xấu này bởi vì họ có thể không cảm thấy sự căng thẳng của cơ thể ngay lập tức. Tùy vào mỗi người, nhưng có thể đã quá muộn để quay ngược thời gian và thay đổi thói quen xấu khi đối mặt với các vấn đề sức khỏe vào lúc già đi. Thứ hai, ảnh hưởng đến bộ não không chỉ có hại cho cơ thể vật lý làm việc trên giường có thể ảnh hưởng đến năng suất làm việc và thói quen ngủ bạn càng xem tivi trên giường chơi trò chơi điện tử trên giường và không ngủ trên giường não của bạn bắt đầu học được ô được rồi chúng ta có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong số này khi ở trên giường và thế là não bộ bắt đầu xây dựng những liên kết này, cuối cùng phát triển thành những hành vi có điều kiện. Theo Rachel Salas, phó giáo sư thần kinh học và chuyên gia về giấc ngủ tại Đại học Johns Hopkins ở Maryland. Vì vậy, khi bạn làm những việc khác với việc nghỉ ngơi ở giường, bộ não và cơ thể của bạn cuối cùng sẽ ngưng liên kết việc ngủ với nghỉ ngơi. Đó là lý do lớn tại sao khi đại dịch dẫn đến chứng mất ngủ đây là một trong các vấn đề được ghi nhận là tăng lên đột biến kể từ khi Covid-19 bùng phát theo Salas. Tiếp tục thói quen này trong một năm hoặc trong một thời gian dài nhất định có thể dẫn đến chứng mất ngủ hoặc rối loạn nhịp sinh học. Các chuyên gia cho biết, những đêm khó ngủ, đau nhức cơ thể hoặc cả hai có thể dẫn đến làm việc không hiệu quả, từ đó bạn ít có khả năng sáng tạo hoặc tập trung, khiến công việc của bạn trở nên bị ảnh hưởng. Mặc dù làm việc trên giường có thể không thực sự là điều bạn muốn thay đổi, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là cơ thể và não bộ của bạn có thể không cảm thấy bị ảnh hưởng vào lúc này, nhưng một ngày nào đó trong tương lai thì sẽ có. Bộ phim hoạt hình Disney khai thác văn hóa Đông Nam Á Raya and the Last Dragon. Tạm dịch là Raya và Rồng thần cuối cùng, có bốn người gốc Việt Nam tham gia trong đó có Kelly Mary Chun, lòng tiếng vai chính và quý Nguyễn biên tập. Bộ phim dự kiến sẽ ra rạp từ ngày 5 tháng 3. Nữ diễn viên Kelly Mary Chun, có cha mẹ là người Việt Nam, đã từng vào vai nữ chiến binh Rose Tickle trong phim bom tấn Star Wars The Last Jedi và Star Wars The Rise of Skywalker. Cô là nữ diễn viên gốc Á đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Hollywood. Cô chia sẻ rằng mình như được mở lòng khi lòng tiếng vì có chuyện đậm văn hóa Đông Nam Á, trong đó có quê hương Việt Nam. Nữ diễn viên gốc Việt 15 tuổi Thalia Trần, lòng tiếng vai bé Lidl, nơi lạc gia đình, được một tộc khác nuôi dưỡng. Cô diễn viên thế hệ Z từng gây chú ý trong phim đầu tai Lidl vào năm 2019 và series phim Council of Dance. Nữ diễn viên Patti Harrison có mẹ là người Việt Nam, cha là người Mỹ tham gia lòng tiếng cho nhân vật Tal Chief. Cô từng tham gia phim A Simple Favor và các phim truyền hình Thrill, I Think You Should Live, Search Party và Brocity. Biên kịch Quý Nguyễn viết kịch bản phim Raya The Last Dragon cùng với biên kịch gốc người Malaysia Adele Lim từng chuyển thể tác phẩm Crazy Rich Asians vào năm 2018. Riêng Quý Nguyễn, anh từng là học viên biên kịch theo học chương trình đào tạo của Marvel Studios. Anh từng viết nhiều series phim, trong đó có phim hoạt hình Pet and Cat đã thắng giải Daytime Emmy Award vào năm 2016. Trong phim Raya the Last Dragon, biên kịch Quý Nguyễn đã tập trung khắc họa dòng nước Sisu tôn kính có sức mạnh siêu phàm nhưng lại rất hài hước và thú vị. Thợ săn ở Wisconsin giết 216 con sói trong vòng chưa đầy 60 giờ đã gây chấn động. Theo The Guardian, Số lượng này nhanh chóng vượt quá giới hạn toàn bang, buộc bang phải kết thúc mùa săn sớm. 216 con sói đã bị săn trong cuối tuần qua, vượt qua 82% hạn ngạch mà bang cho phép, khiến những người yêu động vật và các nhà bảo tồn sửng sốt. Do đó, bộ phận tài nguyên thiên nhiên của Wisconsin đã kết thúc mùa săn sớm hơn 4 ngày. Giới chức trách mô tả loài này là loài kiên cường và mạnh mẽ, song tờ Milwaukee Journal Sentinel nói rằng các thợ săn đợt này đa số sử dụng chó săn. Để đảm bảo cho loài này, hạn ngạch được đưa ra cho mùa săn năm nay là 200 con, trong đó người thổ dân được quyền săn bắt 81 con và những thợ săn có giấy phép được săn 119 con. Trong các năm trước, số chó sói bị săn vượt hạn mức không quá 10 con, vì vậy việc 216 cá thể bị săn trong vòng chưa đầy 60 giờ và trước thời hạn đã dấy lên làn sóng chỉ trích. Các nhà khoa học đã khôi phục được DNA cổ nhất ghi nhận được từ trước đến nay. Nó được lấy từ răng hàm của con voi ma mút đã lang thang ở đông bắc Siberia cách đây khoảng 1,2 triệu năm các nhà khoa học đã phục hồi và giải mã trình tự DNA từ phần còn lại của ba cá thể voi ma mút. Loài này vốn có họ hàng với loài voi ngày nay và từng là động vật có vú lớn, thống trị ở kỷ băng hà. DNA của con vật cổ nhất được phát hiện gần sông Kristofka, khoảng 1,2 triệu năm tuổi. Một con khác đến từ gần sông Adicha có niên đại khoảng 1 đến 1,2 triệu năm tuổi. Và con cuối cùng ở gần sông Chukotja, khoảng 700.000 năm tuổi. Trước đó, kỷ lục DNA lâu năm nhất thuộc về một con ngựa được tìm thấy ở lãnh thổ Yukon tại Canada với niên đại khoảng 700.000 năm. Để so sánh, các nhà khoa học cho biết loài người chúng ta có niên đại từ 300.000 năm trước. Ngày 25 tháng 2, hình hiệu Road to Miss Universe 2020 hành trình chuẩn bị Miss Universe 2020 hướng đến vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tại Mỹ của Hoa hậu Khánh Vân đã được giới thiệu. Video được công bố ngay dịp sinh nhật của hoa hậu này. Chương trình Miss Universe 2020 trước đó đã bị hoãn do dịch Covid-19 nên được thực hiện vào năm 2021 tại Mỹ hình hiệu nhằm truyền tải thông điệp có chứa bốn chữ V, Khánh Vân, Việt Nam, Anti-Covid và Victory. Trong đó, Khánh Vân chính là bản thân cô không ngừng nỗ lực trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Việt Nam là hình ảnh Khánh Vân trong trang phục áo dài trắng truyền thống gửi gắm vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Cô từng đăng quang Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2013 và đoạt danh hiệu Người đẹp áo dài hai lần tại Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Anti-Covid là trang phục đồ bảo hộ với thông điệp động viên tri ân đội ngũ bác sĩ, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Victory là hình ảnh Khánh Vân đội vương miện Braveheart đã sẵn sàng cho Miss Universe 2020 với quyết tâm tự tin khoe sắc, lan tỏa tinh thần Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Khánh Vân tên thật là Nguyễn Trần Khánh Vân, sinh năm 1995 tại Sài Gòn cô đăng quang Miss Universe năm 2019, kế nhiệm Hoa hậu Hờ Hennie, người đã từng lọt top 5 Miss Universe thế giới. Tuần này, kính mời quý vị cùng trải nghiệm một nước Mỹ rất thật mà cũng rất thơ qua màn ảnh nhỏ với bộ phim Nomadland, tạm dịch là kẻ du mục. Bộ phim này đã nhận một loạt những giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim quốc gia của Mỹ, gồm có phim hay nhất, quay phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bộ phim này được đánh giá là tân binh nặng ký của giải Oscar năm 2021. Có điều gì ở một kẻ du mục trong Nomadland đã gây ấn tượng mạnh mẽ đến như vậy? Có thể là do những thước phim độc thoại, khắc họa nội tâm của một người trải qua mất mát đã chọn cách xe dịch trên đường để sống tiếp quãng đời còn lại. Và cũng có thể là những cảnh phim về một góc khác của nước Mỹ hoang vắng, không hoa lệ hoặc cũng có thể là do cách bộ phim khắc họa những chuyển biến tâm lý của nhân vật chính rất tinh tế được sắp xếp mượt mà khi đang xen với các mẫu chuyện của những nhân vật khác là một bộ phim đậm chất tài liệu nhưng lại rất nên thơ bộ phim hoàn toàn phù hợp để thư giãn cuối tuần hoặc khi bạn cần một khoảng lặng cho riêng mình dù khắc họa rất chân thực nước Mỹ thời hậu suy thoái, cuộc sống lan bạc của lớp người trung niên và người già cô đơn, những tình huống đời thường gần gũi, thế nhưng bộ phim lại không hề mang lại cảm giác nặng nề. Nomadland mang đến cho người xem trải nghiệm tự do chia sẻ nội tâm không phán xét, giáo điều, chỉ đơn thuần truyền tải thông điệp về nhân sinh, về hành trình vượt qua mất mát để tìm kiếm sự thanh thản. Điều đặc biệt của bộ phim này là có nhiều nhân vật có thật đã tự thủ vai của mình mỗi nhân vật như vậy đều để lại một câu chuyện và một ấn tượng nhất định cho người xem có thể bạn sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình cũng có thể bộ phim sẽ khiến bạn đặt thêm những câu hỏi sâu sắc hơn về đời người nhưng chắc chắn nhân sinh quan của bạn sẽ xê dịch một chút theo bộ phim